bằng đặt cua của anh Sài Lan luôn. Càng hơi khó nha các bạn. Ngoài có một chiếc tàu biển đi vô các bạn ơi. Cái tàu biển đang vô nè. Cái cầu giờ không biết là anh nào ôm cua trước nè. Yeah. Rồi. Quá khó nha. Này mình xử lý không kịp là mệt lắm à. Anh Sài Lan đang ve lại bạn ơi. Quá khứ. Trong cái chỗ mà tàu biển nó đánh lái thì là cũng khá là khó khi mà qua cua nha. Qua cái này là phải lọc đầu anh tàu biển nha. Mến chào các bạn nha, ở rất vui gặp lại mọi người trên kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì tiếp tục đưa quay tàu biển chạy xuất hành cho mọi người cùng xem ha. Hôm nay là mùng 9 nha các bạn. Hôm nay thì lượng tàu đi nói chung là cũng khá là đông nha các bạn. Sáng nay thì một số chiếc thì cũng đi rồi, còn một số chiếc thì đang chuẩn bị. Có một chiếc tàu các bạn ơi đang từ từ di chuyển lên ha. Dáng cũng khá là bự nha. Chiếc này thì chở khá thẳm các bạn, mình nghĩ là sẽ chở nước đá và dầu xong xuôi hết rồi. Hôm nay sẽ đi xuất hành luôn nha. Đây là mùng 9 các bạn, ngày khá là tốt nha. Đang di chuyển, nhìn rất là đẹp. Phía này có quẹo vô dàm không nha. Ôi ôi, khá là lớn các bạn. Đây ở phía trước đây các bạn ơi. Chiếc này rất là khổng lồ nha. Rồi em sẽ quẹo vô trong dàm nha các bạn. Quá dữ rồi. Sáng giờ thì mình ở đây thì chiếc này là bự nhất rồi đấy các bạn. Gà nghe cái mũi nó nhóng lên nhưng mà
ra các bạn, từ ngoài biển đi vô ha. Quá bự. Giờ quay ảnh ra to cái cua cho mọi người xem ha. Lan biển các bạn ơi, ở ngoài đi vô ha. Cái này chắc cũng đi xuất hành thôi, đi ngày mùng 9 luôn các bạn. Không biết là xuất hành mùng mấy nhưng mà hôm nay thì mình gặp ảnh ngày mùng 9 nha. Trong ra thì bóp kèn xin đường khá là kỹ. Ngoài thì có một chiếc tàu biển đi vô các bạn ơi. Thì tàu biển anh đang vô nè. Giờ không biết là anh nào ôm cua trước đây. Cái anh xà lan ra thì tàu biển đậu đó thì chăng cái đường băng của anh quánh lái luôn rồi đó. Trời trời trời. Căng quá vậy. Yeah yeah. Rồi. Quá khó rồi nha. Này mà xử lý không kịp là mệt lắm á. Anh xà lan anh đang ve lại các bạn ơi. Quá khứ chế tàu biển rồi. Rồi căng vậy. Yeah rồi rồi kịch kim luôn kìa, khá là khó để nhìn thấy được các bạn chỗ anh tài công ngồi nè. Anh móc lên kia luôn rồi, anh ve cung kinh đất luôn á. Chiếc xà lan đang lên nữa nha các bạn. Nếu như mà anh ghe biển này mà không ve kịp thì khó mà né nha các bạn. Tại vì khi mà ve không kịp thì gần như là chiếc xà lan lên là nó ngay chính giữa chiếc luôn á. Đây thì một cái khó nữa này, một chiếc xà lan đang lên nữa nè. Chẳng là xà lan đi biển nha. Trong ga thì anh tài công sẽ đánh lái liền các bạn, nhưng mà tàu biển thì đang ở chỗ này rồi, chẳng cái chỗ mà anh tàu biển anh đánh lái, cho nên là cũng khá là khó khi mà qua cua nha. Qua chỗ này là phải vòng đầu anh tàu biển nha. Ồ, anh đang đi thẳng qua bên kia bọc đầu rồi ha. Tại vì khi mà bọc đầu mà sâu quá thì qua bên kia thì sẽ bị cạn nha các bạn. Xà lan sẽ móc nha. Cái chua
vô từ từ. Nước xui và gió xui luôn. Đó là cũng rung hết trơn các bạn. Chiếc tàu nhỏ đang lên các bạn ơi, bây giờ anh móc qua luôn ha. Bên này thì có chiếc tàu bự cũng đang vô nữa nè. Ủa, tàu biển này cũng bự lắm nghe, anh xà lan thì anh đang móc cái cua thật là gắt các bạn.
Anh này đang vé lại. Anh tàu biển anh đang lên gặp anh xà lan các bạn ơi. Lên khá chậm nha, ở đây hơi bị khuất, mọi người xem thông cảm nha. Đây anh tàu biển thì anh định vô nhưng mà anh gặp anh xà lan các bạn ơi, nên là nạp ga cũng khá là dữ dội nha. Ông tàu ở sau lưng quá khứ rồi. Tới luôn. Chiếc tàu thì tiếp tục vô nữa nha. Tình hình hiện tại thì nó cũng hơi căng đấy các bạn, tại vì cái vô trong này thì nó khá là hẹp nha. Thì anh chạy đò anh im ru, anh chưa dám nhúc nhích đâu các bạn. Rồi cái khoảng cách này cho anh tàu biển lách được khá là hẹp nha. Trời ơi, qua là phải bóc liền, căng quá vậy. Trời ơi, anh đò anh di chuyển ra phía ngoài. Quá trời gan luôn rồi. Anh chạy đò anh chạy lên luôn rồi. Ở ngoài này vô một chiếc nữa các bạn. Chiếc này chúng ta càng lên nữa. Đây xà lan thì đang dồn nhưng mà anh tàu biển đang tăng tốc vô nha. Đây, mấy người đi đò nó cũng lên cũng vậy. Bạn vô. Trời cái vỏ. Quá ơi. Quá rồi, quá rồi, lách kìa, tao bị. Rất là căng luôn các bạn. Trong ga thì có một chiếc tàu đang xuống nữa nha. Có anh bóp kèn cảnh báo trước rồi nè. Anh xà lan anh cố gắng đi xong các bạn nãy giờ xong rồi. Tối mạnh với lại anh tàu biển anh đang nằm ở trên cái đường băng mà đánh cua của anh xà lan luôn. Trời. Ca này hơi khó nha các bạn. Xà lan ve. Anh này anh quyết định là anh đánh cua mép dòng rồi nha. Trời ơi. Thì có lẽ là tàu đã đi đông hơn này rất là nhiều các bạn. Rồi anh này
đây chỉnh lái là làm vô luôn ha. Chiếc này thì đang chỉnh lại, các bạn bạn chuẩn bị vô ha. Đó, bây giờ anh sẽ tăng tốc để mà đi vô nha các bạn. Rồi siết luôn. Cái này là lên đầu bằng xa ha. Không lên bằng lô. Chiếc này khá là lớn à. Ba mô có lẽ là một máy chứ là chia ra hai mô, còn một máy kia là máy lên cao. Tàu đang vô các bạn ơi. Nè, cũng khá là dữ nha. Anh này anh bo vô trước các bạn ơi. Ở đằng sau mình thì có một chiếc khá là bự nha. Anh này qua thì mình sẽ quay ảnh cho mọi người xem ha. Anh người phụ gà quan sát tiếp bên tại cổng nè. Cái người đứng phía trước thì lúc nào cũng là quan trọng các bạn, tại vì ảnh là cái người mà phát hiện ra tình huống đầu tiên nha. Chiếc này khá là lớn các bạn, nhưng mà đi quan chứ không có đi mẹ vô dàm. Cái anh bự quá thì mình quay cho mọi người xem luôn. Đây, chiếc này rất là lớn nha, đang lên nha các bạn. Khá là khẩm nha. Đây, một chiếc cano rất là lớn các bạn. Đây, chiếc này. Chiếc này thì mình nghĩ là chắc đi ra bên các bạn ạ. Xuống đá, xuống dầu, bên kia xuống đầy đủ bên trên, mình khá là khẩm ha. Rồi, hai chiếc khổng lồ qua nhau nè, kịch kịch luôn. Rồi, dội dưỡng bì à. Anh này anh bo vô nè. Bo vô khá là mướt nè. Tàu sẽ đi khá là đông nha các bạn. Đây là ngày tốt mùng 9 nha. Quá trời mấy anh vô phố. Mà vô ha. Anh này anh chỉnh cái mũi từ phía xa các bạn ơi, khi mà vô trong dàm này ha. Nói chung là này cũng khá là lớn cho nên là khi mà di chuyển thì anh tài công cũng rất là khéo léo và kỹ càng nha.
anh sẽ đi thẳng vô nha. Quả khổng lồ rồi. Cạnh ngư phụ anh đứng đây có chút xíu à. Kiểu như giống cái tâm xí găng. Quá trời bự rồi. Chúc mấy anh nhiều sức khỏe luôn. Vô. Đang nhậu. Quá xịn luôn, chú tàu. Đây bây giờ thì chiếc cần sao đang vô nữa nha. Cào đôi các bạn đi một cặp không ạ. Tàu tải các bạn ơi, đang vô ha.